Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn có thể thấy đây là camera máy ảnh của Samsung Galaxy Tab A-T285 được tách biệt ra khỏi bảng main của máy. Khi camera máy ảnh của Samsung Galaxy Tab A-T285 chụp hình mờ, chụp không lấy nét được, chụp chập chờn lúc không, chụp có đốm đen, đó là dấu hiệu cơ bản báo hiệu camera máy ảnh của Tab A-T285 đã lỗi hỏng, cần thay mới. Hiện tại di động Quangcup.vn có tất cả linh kiện trên Samsung Galaxy Tab A-T285 nói chung và phần camera máy ảnh của máy nói riêng thay mới bạn. Các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động Quangcup.vn, chúng tôi tiến hành thay mới cho các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ 024-66-750-99. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động Quangcup.vn. Đối với khách hàng ở xa có nhu cầu thay mới camera máy ảnh cho Tab A-T285, thì các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD, chúng tôi ship đến tận chỉ hàng yêu cầu. Các bạn nhận được, các bạn thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn.